Thưa quý vị, hôm qua, tại Đại học Thành Công Đài Nam đã diễn ra Ngày thơ Đài Loan và Liên hoan giao lưu văn học Việt Nam-Đài Loan lần thứ nhất. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của giới học giả, tác giả, giảng viên, sinh viên văn học, ngôn ngữ tại Đài Loan. Phía Việt Nam có 11 nhà văn, nhà thơ, học giả đã tới tham dự với những cái tên rất quen thuộc với giới độc giả như Trần Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Tư, Tạ Duy Anh. Tràng pháo tay vang dội chào đón đoàn đại biểu đến từ Việt Nam. Hôm qua ngày 14 tháng 3, những cây cổ thụ của văn đàn Việt Nam đã cùng có mặt tại trường Đại học Thành Công để tham gia liên hoan giao lưu văn học Việt Nam Đài Loan lần thứ nhất. Buổi lễ khai mạc được tổ chức long trọng với sự hiện diện của đông đảo các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, sinh viên và những người yêu văn học của cả hai nước. Tại đây, các đại biểu đã có cơ hội trao đổi về các vấn đề văn học, sáng tác, văn hóa và nghệ thuật, tạo ra những cuộc thảo luận sâu sắc và bổ ích. Giữa Việt Nam và Đài Loan mặc dù là có nhiều sự giao lưu về kinh tế nhưng mà về mặt văn học thì rất là ít, không có nhiều người Đài Loan biết về văn học Việt Nam. Ngược lại thì cũng không nhiều người Việt biết về văn học Đài Loan, cho nên là chúng ta muốn tạo cơ hội mời các nhà thơ, nhà văn của hai nước Việt Nam và Đài Loan để giao lưu với nhau, để tìm hiểu về nhau và cũng tôi dùng cơ hội này để giới thiệu văn học Việt Nam cho sinh viên của chúng mình để tìm hiểu văn học Việt Nam là thế nào. Tại buổi giao lưu, giáo sư Tự Vi Văn, giám đốc trung tâm Việt Nam học của Đại học Thành Công đã điểm lại những tác phẩm thơ văn của hai bên đã được dịch ra ba thứ tiếng Việt, Trung, Đài như Đi ngang thế gian, Sông núi trên vai, Sống với Trung Quốc, đồng thời trao tặng giải thưởng cống hiến cho sự nghiệp giao lưu văn học Việt Nam Đài Loan cho các tác giả như ghi nhận những đóng góp của các tác giả vào việc thúc đẩy mối quan hệ giao lưu văn học giữa hai nước. Có thể nói là cái văn hóa rất là gần nhau. Và thêm nữa hiện nay có 500.000 người Việt Nam đang sống ở đây, đang thở chung bầu khí quyển của các bạn, đang có thể coi Việt Nam như một cái căn nhà, như quê hương của mình, quê hương ruột thịt của mình. Và còn có rất nhiều những cái đứa trẻ sinh ra mà đấy là kết quả của mối tình giữa Việt và Đài. Đấy, thế cho nên là cái việc mà chúng ta đến ở với nhau như thế là rất cần thiết. Và chúng tôi cũng mong làm sao mà các tác phẩm của Việt Nam và Đài Loan có thể được dịch ra để in ở hai nước, để chúng ta hiểu nhau. Việt Nam cũng mời Đài Loan sang Việt Nam. Thì đấy là hoạt động rất là tốt cho hai nền văn hóa gặp nhau. Về phía đại diện Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ hiện có khoảng gần 500.000 người Việt đang sống và làm việc tại Đài Loan, không chỉ tạo ra một cộng đồng đông đúc mà còn là một nguồn cảm hứng và tài nguyên vô cùng quý báu cho việc phát triển và giao lưu văn hóa văn học giữa hai nước. Ông cũng hy vọng trong tương lai các sự kiện giao lưu văn học, hội thảo được tổ chức thường xuyên hơn nữa, vì đây không chỉ là một nỗ lực để bảo tồn và phát triển văn hóa của mỗi quốc gia, mà còn là một bước đi tích cực trong việc xây dựng một cộng đồng văn hóa chung trong khu vực châu Á.